dáng bút của mai hắc đế than ôi núi hồng trời thấp sông hàn khói vây cây cỏ đến nay người đi vậy gió mây thủa trước là thực ư ta là người châu hoan họ mai tên là thúc loan cha mẹ ta muộn con nối dõi hằng ngày vào miếu ngũ nhạc thắp hương thầm khấn một tối cha ta đang ngủ loáng thoáng có người gọi đi đến một nơi nhà cao cửa lớn trong phòng có năm chiếc ghế có năm vị vương giả ngồi ở đấy ở trong có tiếng vọng ra vợ chồng mai khanh có lòng thành được trời biết đến chợt một vị quá to. Ta đáng dựa vào phúc trạch của ngươi vì nước nhỏ của ngươi. Cha ta ngửa đầu ngước nhìn. Thấy một người tóc dài mặt đen. Đeo một quả bầu tóe ra tia sáng. Trong có chứa pháp bảo. Giật mình tỉnh giấc. Trời đã hừng đông. Liền đem giấc ngủ mơ kể với mẹ ta lát sau cha ta nói giấc mơ này không ngoài việc được gặp ngũ nhạc đại đế mà bị mặt đen có đeo trái bầu trên lưng chẳng phải như người xưa vẫn nói là sùng hắc hổ ư thấy việc lạ lùng riêng vẫn để vậy bên lòng khi mẹ ta có mang đến ngày sinh ta thấy vóc dáng ta giống hệt như người trong mộng biết rằng gặp lại hắc khổ liền kinh ngạc hét lên vì nghĩ tới việc gặp ngũ nhạc trong mơ nên tránh hèm của thần đặt tên là thúc loan lấy làm bố của ứng loan chuyện là như vậy ta lớn lên giỏi đánh kiếm người đen như than chẳng bao giờ bị nhiễm phong xương vả lại giao du rộng các tù trưởng nghe tiếng nhiều người tìm đến gặp mặt bấy giờ nước ta bị người đường đô hộ các nơi đều có quan lại người đường người nước ta chỉ làm các chức quan ở phủ huyện mà thôi siêu cao thuế nặng việc lao dịch liên miên dân chúng ta thán không dứt ta làm man trường thấy thế rất chẳng bằng lòng trong thì liên lạc hai châu hoan ái ngoài thì kết nối với hai quận lân ấp chân lạp bèn chiếm giữ phía nam núi hồng của châu hoan tự xưng đế về sau quân đường tiến đánh ta thế cô lương thực ít ỏi không muốn lấy của dân nhân đó Ta nói với các tướng sĩ rằng: Tôi nhân lúc đau thương nên giấy binh chẳng qua vì dân trừ hại, vì nước nhà mà đứng ra. Nay ý trời đã như thế, nếu ta cố giữ thành chống lại, dân chúng phải chịu lầm than. Ta bèn lui binh về giữ núi đọn và mất ở đó. Nước ta lại rơi vào ách đô hộ của nhà Đường ô hô, lòng ta lúc nào cũng nghĩ đến đất nước của tổ tông, luôn giúp đỡ mọi người cùng một bọc sinh ra, làm cho muôn ngàn đời không bao giờ người ta bị vào cảnh tận thế. xem xử nước nhà, nhớ đến người nước nhà, thì biết hắc đế ta có tấm lòng anh hùng, có bóng vía mạnh mẽ, có thể vực dậy sự mềm yếu, dục dã sự gan dở nhút nhát. Do đó, có thể sánh với khí thế của tổ Long Quân. Kia là những người nào mà trông quằn quại vậy? Trên còn có vua, có cha mẹ, mà phất phơ như tấm khăn mỏng nát. Bọn đàn bà con trẻ ở đây thì chỉ thích ăn mặc lòe loẹt, khoe khoang những chiếc ô của người phương Bắc. Quên cả việc che thân và lại trưng dép đẹp trên chân Ưỡn nẹo như bộ dạng của bọn phường trèo Mất cả bóng vía đến nỗi rung chuông cũng không tỉnh Đánh trống trước mặt cũng chẳng lay Mong muốn của ta cũng chẳng được Ta có giúp cũng không xong Từ nay về sau Chớ có cười sự yếu đuối của ta